Liên quan vụ việc các hộ chăn nuôi có bò bệnh và chết sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục tại Lâm Đồng, trong buổi làm việc giữa các bên, người chăn nuôi cho rằng mức giá đền bù quá thấp so với những thiệt hại của họ. Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navesco, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp vaccine viêm da nổi cục cho biết, các quyết định chi phí bồi thường của công ty đều dựa trên các phương án khắc phục sau khi đã tìm hiểu thông tin, tư vấn thực tế, khả năng tài chính mà công ty có thể đảm bảo. Công ty cũng yêu cầu bên nhận bồi thường, hỗ trợ, cam kết không khiếu nại hay có bất cứ tranh chấp gì liên quan đến số lượng bò và số tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi đã nhận tiền. Với các mức hỗ trợ như, với bò sữa bệnh có đầy đủ hồ sơ, chi phí điều trị bệnh được hỗ trợ 1 triệu đồng một con. Bò sữa đang khai thác sữa ảnh hưởng chi phí thiệt hại sản xuất hỗ trợ 2,1 triệu đồng một con. Mức giá bồi thường bò chết có đầy đủ hồ sơ là 55.000 đồng 1 kg bò hơi. Với bò sinh sản, mang thai là 70.000 đồng 1 kg bò hơi. Các hộ chăn nuôi có bò chết, bệnh sau khi tiêm vaccine cho rằng mức đền bù này quá thấp. Các hộ dân cho biết, gia đình chỉ có nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào đàn bò sữa. Những con bò đang phục hồi thì sản lượng sữa bị giảm rõ rệt. Nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì đang vay nợ ngân hàng. Các hộ dân cho rằng, sau khi tiêm vaccine, bò còn bị di chứng ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Do đó, người dân đề nghị công ty bồi thường, hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi. Hiện cơ quan chính quyền địa phương và các bên liên quan đang tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu, xem xét các nguyện vọng để đảm bảo các thủ tục chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ việc.